Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Việc học lời của Chúa. Sáng nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học là bạn đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt chưa? Hay còn một chủ đề khác đó là bạn đã bước đi theo Thánh Linh chưa? Bài thứ nhất đó là bạn đã được tự do chưa? Amen. Bài số 2 đó là chúng ta học để biết về quyền lực của xác thịt. Và điều tôi nhấn mạnh đó là sau khi được tự do thì phải quyết định bước đi theo Đức Thánh Linh. Vì nếu ta không bước đi theo Thánh Linh thì chúng ta sẽ trở lại với con người cũ. Amen. Với lối sống cũ. Và chắc chắn là chúng ta không thực sự làm vinh hiển Chúa yêu dấu của chúng ta. Bài thứ ba hôm qua chúng ta học là chúng ta học về nhận biết bản chất tội lỗi trong mỗi một chúng ta. Amen không? Cho nên ta biết rồi, tức là khi chúng ta làm điều thiện thì điều dữ xuất hiện liền. Nó ở trong con người của chúng ta. Phaolô là một nhân chứng cho điều này. Và tôi cũng là một nhân chứng cho lẽ thật này. Và tôi tin rằng anh em của chúng ta cũng là những nhân chứng cho lẽ thật đó. Đó là nhiều khi chúng ta muốn sống tốt lắm. Chúng ta sống muốn làm sống đẹp lòng Chúa, muốn biết ơn Chúa, muốn sống để làm vinh hiển Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái bản chất tội lỗi hay là con người cũ ở trong chúng ta, nó lừa dối chúng ta và khiến chúng ta không sống được điều đó. Cho đến khi chúng ta đến cái bài học hôm nay, bài số 4. Amen. Bài số 4 hôm nay đó là để chúng ta bước đi theo Thánh Linh được, hay để chúng ta được Thánh Linh dẫn dắt, thì chúng ta phải để ý giùm tôi câu 18. Chúng ta đọc trong câu này: nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Cả lớp ta đọc ha, 1, 2, 3. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Anh em để ý rằng là trong Galati đoạn 5 từ câu 13 đến câu 26, 14, xin lỗi, từ câu 14 đến câu 26, Kinh Thánh Chúa nói về Thánh Linh, hãy bước đi theo Thánh Linh. Nhưng Kinh Thánh cũng đề cập đến, để bước đi được thì chúng ta phải nhờ Thánh Linh chỉ dẫn. Cho nghe chị amen. Thánh Linh chỉ dẫn hay Thánh Linh hướng dẫn hay Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta. Anh có nhiều người không bước đi theo Thánh Linh được bởi vì chưa bao giờ hỏi Thánh Linh rằng: Thánh Linh ơi, xin chỉ ra trong con những điều gì đã ngăn trở con không bước đi được với Chúa. Giống như vở kịch rất là ngắn của chúng ta, đúng không ạ? Amen. Amen. Và bây giờ tôi muốn chúng ta thực hiện lại điều này. Xin mời Khải, mời Bình, mời Tổ Chán, Trí. Bây giờ con vừa bước đi về phía trước và vừa nói tới con muốn bước đi thế này. Hai bạn còn lại bày tỏ níu kéo ha. Nói đi à, nói cái gì chứ? Nhục nè, khuấy lắm nè, lạc thú nè, ăn uống nè, sướng con. Amen. Amen. Và bây giờ Trí bắt đầu cầu nguyện. Có thể, xin cảm ơn các bạn. Trí có thể bắt đầu cầu nguyện. Xin con mời về chỗ. Và cầu nguyện là: Chúa Thánh Linh ơi, xin chỉ dẫn cho con. Tại sao nhiều lần con muốn bước đi với Ngài mà con không bước đi được? Anh em, đây là cái mấu chốt. Nhiều người muốn lắm, đặc biệt đó là khi chúng ta nghe giảng về Đức Thánh Linh. Amen. Khi ta nghe giảng về sự tự do thật, cho tôi nghe chữ amen. Khi ta nghe những lời chứng của những con người khác, họ đã được tự do, họ được Đức Thánh Linh của Chúa dẫn dắt đi từ sự vinh hiển này đến sự vinh hiển khác. Anh em hãy nhớ rằng cuộc đời của tôi và anh em khi được cứu thì Chúa đã có một chương trình, đó là Ngài muốn đưa chúng ta đi từ sự vinh hiển này sang sự vinh hiển khác. Ngài không làm chúng ta bỏ được ma túy mà thôi, nhưng mà Ngài muốn đưa ta đi từ bỏ được ma túy, bỏ được tội lỗi, bỏ được những thứ tật xấu. Amen. Cho tôi nghe chị amen. Và trở thành nhân chứng đến nỗi chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu.
Và xin lỗi, và ai trong chúng ta cũng ngạc nhiên, bà con của chúng ta ngạc nhiên, hàng xóm ta ngạc nhiên, cộng đồng mà chúng ta đã từng sống với họ ngạc nhiên. Đó là ô, con người này quá đặc biệt. Trước khi một người nam chúng ta trả án vừa rồi, khi tôi ngồi tôi thông công một lời tâm tình rất thật, người em này nói bố cầu nguyện cho con để sau khi con trả xong án rồi con trở về, con muốn làm chứng cho bạn của con, vì vì con được cứu 7 năm nay rồi mà con chẳng làm chứng cho bạn con được cứu. Em trong cái lời tâm tình của tôi, người này bắt đầu thấy ánh sáng của Chúa. Đó là người, người đó được cứu cho mình không à? Anh em, Chúa cứu chúng ta không phải để cho mình chúng ta, nhưng mà qua chúng ta nhiều người bạn của chúng ta được cứu. Trong đó có gia đình của chúng ta, cho tôi nghe chị amen. Trong đó có con cái của chúng ta, trong đó có nhiều người thân yêu của tôi và anh em rất cần được cứu, rất cần được cứu. Nhưng để gia đình chúng ta được cứu, để bạn bè chúng ta được cứu, để người quen biết chúng ta được cứu, thì tôi và anh em phải cho họ thấy rằng chúng ta hoàn toàn được tự do. Bởi nếu ta không hoàn toàn được tự do, thế nên là người ta ngồi với mình ngày đầu tiên người ta chưa phát hiện đâu, nhưng người ta ở với mình ngày thứ hai này nè, thì kim có ẩn trong lụa nó cũng lòi ra. Cho tôi nghe chị amen. Thì anh em nếu làm vậy rất là khó để chúng ta nói về Chúa Giêsu cho người khác. Và hôm nay chúng ta nhìn thấy câu chìa khóa của chúng ta trong câu thứ 18. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn. Chúng ta xem lại, có những ngày qua bao nhiêu người ở trong hội thánh Chúa tại đây, ở trong mục vụ giải cứu ở đây, và bao nhiêu người đang theo dõi sứ điệp này, chúng ta thật sự đã kim nhường và nói Thánh Linh rằng xin chỉ dẫn cho con, xin soi dẫn cho con, xin bày tỏ cho con cái gì đã ngăn trở con không bước đi được với Đức Thánh Linh. Amen. Tôi là có thời điểm tôi đã hỏi Chúa rất nhiều lần về điều này. Tôi đem cuộc đời của tôi, đem sự sống của tôi vào cái chỗ ở riêng với Chúa. Trăn trở, gào hét với Chúa. Dù rằng tôi được Chúa giải cứu ra khỏi tội lỗi, ra khỏi những thói quen phạm tội, nhưng mà tôi vẫn biết tôi muốn bước đi theo Thánh Linh. Tôi muốn bước, tiếp tục bước cái này. Tôi muốn kinh nghiệm sự phát triển này đến sự phát triển khác. Tôi muốn kinh nghiệm đi từ đức tin này đến từ đức tin khác. Amen. Tôi muốn kinh nghiệm đi từ sự phước hạnh này đến phước hạnh khác. Nhưng anh em, tôi không kinh nghiệm được. Và tôi đem đời sống của tôi vào trong những ngày của sự kiện ăn cầu nguyện. 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 20 ngày và thời gian dài hạn 40 ngày. Và tại cái chỗ đó, Chúa đã chỉ cho tôi cái điều gì đã ngăn trở tôi. Amen. Amen. Anh em nhớ một điều rằng khi chúng ta được tái sanh, Chúa không lấy cái sự tự do lựa chọn ra khỏi chúng ta. Ta nói chị amen. Chúa không lấy sự tự do lựa chọn. Ngay giờ phút này, tôi vẫn tuyên bố với anh em rằng tôi được quyền lựa chọn sống thánh khiết, và tôi được quyền lựa chọn không sống thánh khiết. Nhưng mà tôi đã có sự khôn ngoan của Chúa, amen. Đó là tôi chọn sống thánh khiết. Tôi chọn yêu thương, amen. Tôi chọn xa tha thứ. Tôi chọn sống không chiều theo nhục dục của mình nữa. Tôi chọn quyết định không chiều theo những điều ham muốn của xác thịt nữa. Vì tôi biết Thánh Linh và xác thịt hai bên trái nhau, phải không ạ? Amen. Amen. Chúng ta không thể đến nói với Thánh Linh là Thánh Linh của Chúa đổ đầy trên con, mà chúng ta vẫn thèm muốn xác thịt. Không bao giờ Chúa đụng chạm chúng ta đâu. Có những anh em ngã xuống, nhưng sau đó đứng lên vẫn tiếp tục sống một lối sống cũ. Đối với tôi, cầu nguyện ngã hay không ngã điều đó không quan trọng. Quan trọng đó là người đó
được biến đổi. Amen. Mà được biến đổi hay không, nó không phải đến từ Chúa mà thôi, nó còn sự hợp tác của tôi và anh em nữa. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Nếu ta không chỉ hợp tác với Đức Chúa Trời, rất là khó để chúng ta được Ngài dẫn dắt. Bởi vì Ngài dẫn dắt chúng ta luôn luôn đi vào đường lối của Ngài, không vào đi xác thịt. Amen. Amen. Từ ngày tôi được cứu giờ, tôi chưa bao giờ thấy Chúa dẫn tôi vào quán nhậu hết đó. Từ ngày tôi được Chúa cứu đến ngày nay, chưa bao giờ tôi thấy Chúa mua cần sa và Chúa xe cần sa bảo tôi hít vài hơi đi con, không có. Không bao giờ có điều đó. Vì Thánh Linh luôn luôn dẫn của chúng ta trên bản đồ. Giống như ngày nay chúng ta thấy, chúng ta đi đâu, chúng ta chỉ cần vô Google Maps thôi, không ạ? Các bạn không ạ? À, chúng ta cần biết địa chỉ chính xác, Google sẽ hướng dẫn chúng ta đi. Nhưng anh em Google Maps hoặc là GPS có nhiều khi nó dẫn ta đi cả lòng cả vòng, phải không ạ? Các bạn không? Nhưng mà Thánh Linh không bao giờ dẫn tôi và anh em đi lòng vòng cả. Chúng ta biết dân Israel ngày xưa tại sao họ đi mất 40 năm trong đồng vắng không? Tại sao? Bởi vì họ đi mà họ nhớ lại Ai Cập thôi, em ạ. Kinh Thánh nói rằng họ nhớ cụ hành cụ kiệu, phải không? Các bạn không? Ngày nay có nhiều anh em đi với Chúa mà nhớ gì? Đôi khi mình nhớ thuốc lá. Đôi khi mình nhớ rượu. Đôi khi mình nhớ... Đôi khi mình nhớ... Mình nhớ những điều của trần gian mà chúng ta đã từng sống, chúng ta đã từng lạc thú, phải không? Phải không? Chúng ta đã từng vui hưởng với nó, chúng ta đã từng say đắm nó, chúng ta đã từng mê đắm nó. Dân sẽ đi ra khỏi nhà nô lệ rồi, họ được tự do rồi đó, anh em. Ra khỏi nhà nô lệ của là họ được tự do rồi, cho tôi nghe chị, anh em. Chú dùng bộ xe dẫn họ đó. Nhưng mà làm gì? Họ không thích sống tự do. Họ thích sống có củ hành, củ kiệu. Bạn có biết củ hành, củ kiệu là hai loại củ mà nó ăn vào, đàn ông, đàn bà gì cũng vậy. Ăn vào là bắt đầu sung lắm. Vì nó có cái chất đó. Đòi ăn theo nhục dục của mình. Trong Thi Thiên, lời của Chúa có nhắc lại điều đó. Họ đòi ăn thức ăn theo cái nhục dục của họ. Vì cái đó mà dẫn sinh đi lòng vòng trong khoảng 40 năm. Bởi vì sao? Họ có Đức Thánh Linh không anh em? Họ được Thánh Linh của Chúa ban ngày bằng áng mây, phải không ạ? Che nắng họ đi trong sa mạc. Ban đêm Đức Thánh Linh xuất hiện qua một trụ lửa, phải không? Có phải không? Làm cho họ ấm trong hoang mạc. Và rồi gì, bảo vệ những thú dữ, phải không? Phải không ạ? À? Rắn rít bò cạp, chó sói, phải không? Muôn loài thú dữ ở trong sa mạc có thể xé xác họ. Nhưng mà khi có trụ lửa, không dám con vật nào dám đến. Amen. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Họ có nhiều người có lời hứa đi vào xứ Canaan. Trong này có một câu Kinh Thánh nói rất rõ về Canaan theo nghĩa thuộc linh ngày hôm nay. Đó là gì? Trong câu thứ 21, câu cuối cùng: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh Canaan. Amen. Hãy nhớ là Canaan chứ không phải là Canada nha. Canaan, Chúa hứa với họ là Chúa dẫn họ ra nhà khỏi nhà nô lệ, đi vào xứ Canaan, phải không ạ? Rất đường sữa và mật. Để gì? Bù đắp cho họ. Họ không cần phải lao nhọc đổ mồ hôi để mà có ăn đâu, vì đất đường sữa và mật. Amen. Amen. Họ chỉ cần thả giống xuống, họ thu hoạch. Nhưng chúng ta thấy gì? Họ đã không vào đó. Những thế hệ đời đầu ngã rạp hết xuống. Thế hệ đời con cháu, đời Jose, đời Caleb, phải không ạ? Mới vào đó. Ngày hôm nay cũng vậy đó anh em. Sau khi chúng ta được Chúa cứu, Chúa gì? Chúng ta được hưởng nước Đức Chúa Trời ngay trên đất này. Cho tôi nghe chị amen. Chúng ta được vui hưởng vương quốc của nước Chúa Trời ngay trên đất này. Tôi đã từng làm nô lệ cho tội lỗi. Tôi biết cái sự nhục nhã
của một cái kẻ làm nô lệ cho tội lỗi. Không biết dơ nhớp là gì, không biết ô uế là gì, không biết ghê tởm là gì. Mình cứ chỉ thỏa mãn cái nhục dục của mình mà thôi, phải không ạ? Càng thỏa mãn càng đói mà không anh em? Có phải không? Chúng ta thấy chất gây nghiện đó là làm chúng ta mê, chích vô một phát, hít vô một hơi và suốt 5 năm sau mới hít lại không? Không có. Mỗi ngày, mỗi giờ chứ không phải lệ thuộc đó. Nhưng mà chúng ta thấy có rất nhiều anh em phải không? Họ tin Chúa lâu rồi, nhưng họ chưa vui hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì giống dân sinh, họ không chăm chú vào sự diện của Chúa, mà con mắt tâm linh của họ đó cứ nghĩ về, nhìn về dư hành cũ kiệu, phải không ạ? Ăn thịt chán hê, ăn cá chán hê, rồi họ lầm, họ bầm, phải không ạ? Họ oán trách người lãnh đạo là Môi-se, phải không ạ? Rồi họ nói rằng ông dẫn họ vào đồng vắng để làm mồ chôn, để chôn họ trong đồng vắng đó. Nên chúng ta xem lại, chúng ta có bao giờ cầu nguyện với Đức Thánh Linh rằng và xin Ngài Thánh Linh ơi sẽ chỉ dẫn cho con tại sao con không đắc thắng được, tại sao sao con không có được sống thành công được, tại sao con ở trong trung tâm thì con khá ổn mà con rời trung tâm là con gục ngã? Có bao giờ chúng ta hỏi Chúa điều đó không? Và nếu tôi tin rằng bao nhiêu người trong chúng ta hỏi Đức Thánh Linh, thì tôi tin rằng Thánh Linh của Chúa đang là đấng đang nghe những điều gì tôi chia sẻ. Ngài đã từng chỉ cho tôi, vì cái Thánh Chúa nói rằng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn. Ngài không bao giờ tự ý Ngài chỉ cho chúng ta đâu, bởi vì Ngài tôn trọng ý chí tự do lựa chọn của chúng ta. Amen. Amen. Ngài biết chúng ta chuẩn bị cá độ, chúng ta biết. Ngài biết chúng ta chuẩn bị có tư tưởng cám dỗ vì hút thuốc lá, hoặc là thèm muốn những điều khác nhau, vân vân và vân vân. Nhưng Ngài không bao giờ giật cái điếu thuốc trên tay của chúng ta đâu. Ta tôi nghe chị amen. Ngài không bao giờ giật cái điện thoại mà chúng ta vào đó để chúng ta cá độ, Ngài giật điện thoại trên tay chúng ta. Ngài không làm đó, bởi vì Ngài không phải là kẻ cướp. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không làm cái trò đó. Ngài tôn trọng ý chí tự do lựa chọn của tôi và anh em. Amen. Amen. Cho nên vì cái đó mà có nhiều anh em cứ nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời quyền năng thì Ngài giật điện thoại của con đi, Ngài giật cổng sân của con đi, Ngài giật cái cỏ mỹ của con đi. Chú không làm gì đó đâu anh em. Ngài đổ những ly rượu của con đi. No, chú không làm gì đó, bởi vì Ngài không phải là kẻ cướp. Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta cần Ngài, chúng ta phải nhờ cậy Ngài. Nếu em nào muốn thực sự đắc thắng và không còn làm khổ đến cuộc đời của mình, không làm cho những người lân cận của chúng ta bị liên lụy nữa, thì hãy ngay giờ này hãy nhớ là xin Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn, chỉ giúp con điều gì là khiến con sa ngã. Cho tôi nghe chị amen. Điều gì là khiến con thất bại, điều gì là khiến con không bước đi được với Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chị amen. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy Sứ đồ Phaolô là nhân chứng cho lại thật này. Ngày hôm qua chúng ta đã học với ông rồi phải không ạ? Ông phát hiện những cái luật tội lỗi phải không ạ? Nó cai trị trong tâm trí của ông, bắt ông phải phục làm nô lệ cho luật của tội lỗi đó. Khi anh em phục cái gì đó là anh em làm nô lệ cho điều đó. Khi anh em thấy một đi thuốc lá nó nhỏ lắm anh em, nó nhỏ lắm mà chúng ta không thắng được nó, anh em hãy nhớ là trước nhãn quan của Đức Chúa Trời anh em là kẻ nô lệ cho thuốc lá. Trước những bộ phim khiêu dâm, chúng ta ham thích nó. Trước nhãn quan của Chúa Trời, anh em là nô lệ cho tình dục. Trước những thói tật xấu, không ai biết đâu, Đức Chúa Trời biết. Và trước cái nhìn của Ngài, anh em là
nô lệ cho quyền lực của tội lỗi đó. Và Phaolô bắt đầu đưa ra này, ông được Chúa Thánh Linh chỉ dẫn, ông được Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn. Và bây giờ ông nói câu thứ 19, vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Anh em, các việc làm phải không ạ? Ngày qua tôi có nói anh em rằng là Thánh Linh thì nói là bông trái, xác thịt là việc làm. Điều này minh chứng điều gì vậy anh em? Đó là bản chất của tội lỗi nó cai trị trong chúng ta. Chúng ta thấy rằng sau khi Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn Eden, ông bà bắt đầu có con phải không ạ? Và cái nỗi đau lớn nhất của Adam và Eva đó là gì? Mắt ông bà chứng kiến hai anh em phải không ạ? Thằng anh giết thằng em phải không ạ? Đó là nỗi đau nhất. Anh em thấy Adam và Eva có bao giờ dạy anh em quấn lộn với nhau không? Không. Nhưng mà tội lỗi nó dạy người ta sống chống địch lại đạo đức, lương tâm, chống lại lời của Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chứ, amen. Anh em, lời Đức Chúa Trời nói chúng ta là thân thể chúng ta là đền thờ của Thánh Linh. Và nếu ai phá hủy đền thờ của Ngài, thì Ngài sẽ phá hủy con người đó. Anh em hút thuốc, anh em phải chống tôi đâu, mà anh em đang chống lại Đức Thánh Linh. Chứ anh em không chống tôi, anh em chống lại Đức Thánh Linh. Mà tôi nói anh em rằng khi chúng ta chống lại Đức Thánh Linh, làm cửa nào mà Chúa ban phước cho chúng ta? Chúng ta chỉ cần ra khỏi trung tâm, chúng ta chỉ cần trở về lại cộng đồng xã hội, thì 10 người, hết 10 người té ngã lại ma túy. Anh em cờ bạc, anh em đâu chống tôi, anh em chống Đức Thánh Linh, bởi vì anh em chống lại lời Đức Chúa Trời mà anh em. Thì làm sao anh em được phước? Anh em chỉ tôi một cái người tin Chúa mà vẫn còn ham hố thì nói anh em chỉ tôi đi, tôi sẽ nói cái đáp số luôn. Bởi vì chúng ta là sống, chúng ta đi nhà thờ, chúng ta có thể phục vụ cho hội thánh, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta là kẻ chống lại Ngài, thì cửa nào chúng ta thành công? Làm sao có thể thành công được? Không thể được các bạn. Không thể được. Chúng ta sẽ thất bại dài dài. Chúng ta sẽ thất bại dài dài. Và sứ đồ Phaolô, ông ta được Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn. Và tôi muốn chia làm 3 nhóm, từ câu 19 cho đến câu thứ 21. Tôi chia 3 nhóm để chúng ta có thể biết được cái điều này. Xin lỗi, 4 nhóm. Nhóm thứ nhất, đó là gian dâm, ô uế, luân tuồng. Đó là nhóm về nhục dục, tình dục xấu xa. Anh em, để ý giùm tôi điều này. Gian dâm, ô uế, luân tuồng, đây là nhóm về nhục dục. Có phải như vậy không anh em? Trong câu thứ 19 đó, và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng. Có phải không? Bây giờ tôi hỏi anh em này, trước khi chúng ta được Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn một cách cá nhân đó, thì chúng ta hãy nhìn vào Thánh Linh của Chúa ngay giờ phút này chỉ dẫn chúng ta qua lời Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, chi tiết. Đó là gian dâm, ô uế, luân tuồng. Thế thì bây giờ tôi và anh em coi, bao nhiêu người chúng ta dính vào cái nhóm một này? Một người giơ tay, hai người giơ tay, ba người, bắt đầu số nhiều giơ tay rồi. Cảm ơn Chúa, lòng chân thật của anh em. Anh em, Đức Thánh Linh là thần linh của sự thánh khiết phải không ạ? Amen. Thánh khiết có cái mùi thánh khiết. Ô uế nó có cái mùi ô uế. Có phải không? Và chúng ta để ý một điều này, cả nhân loại ngày hôm nay đều tràn ngập trong nhục dục phải không ạ? Tràn ngập trong gian dâm. Có phải không anh em? Đến nỗi họ gian dâm từ trong tư tưởng. Khi chức vụ Chúa Giêsu Ngài nói gì? Nếu ai nhìn một người nữ mà động tình ham muốn, thì
thì phạm tội ta dâm ngay trong lòng rồi. Chứ chưa nói đến là cái lúc mà chúng ta hành động, chỉ cần tư tưởng thôi. Thế thì gian dâm, anh biết rằng là ngoại tình là gian dâm, thủ dâm là gian dâm, có phải không? Có phải không? Khi chúng ta thủ dâm thì tôi nói em, tâm trí của người thủ dâm đó nó cực kỳ ô uế, phải không ạ? Vì phải tưởng tượng rất ghê gớm, rất ghê tởm, rất ghê tởm. Có nhiều người mượn cái từ gọi là xả cho nó bớt căng thẳng, nhưng điều đó là một sự ghê tởm trước Đức Thánh Linh. Điều đó là một điều rất là ghê tởm. Đó là sự bất khiết. Có những người gian dâm, đó là họ gặp người nữ nào họ cũng có thể bày tỏ tình cảm. Họ gặp người nữ nào họ cũng muốn bày tỏ, họ tỏ tình. Dù là người đó là người mua bán ve chai, họ gặp họ cũng thích. Gian dâm. Và khi Đức Chúa Trời nhập thể thành người của Chúa Giêsu, chúng ta thấy từ 2000 năm trước, tôi nói từ trong Tân Ước thôi, đến ngày hôm nay, tất cả nhân loại đều tiếp tục sống gian dâm, phải không ạ? Gian dâm qua phim ảnh, có đúng không? Ấu dâm, phải không? Có phải không? Có phải không? Rồi gian dâm qua đồ chơi tình dục, phải không? Có phải không? Rồi gian dâm máy bay bà già tìm phi công trẻ. Rồi gian dâm qua búp bê tình dục, phải không? Em vì cái đó mà tại sao nhiều con cái của Chúa người ta đi nhà thờ? Người ta không dám bỏ Chúa, điều đó là thật. Nhưng suốt cuộc đời của họ trên đất này chưa một lần họ được bước đi theo Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh đã nói trong Châm Ngôn, đó là khi mà một người đàn ông uống rượu đó, thì gặp những tiếp viên tiếp rượu đó, thì ta biết gì? Họ giống như con gà đông tảo, phải không? Anh em biết tôi ví sánh gì đó không vậy? Họ mặc cái váy chừng này nè, họ rót bia, rót khéo lắm, mà rót cố tình để cho mấy anh chàng bận rượu nó nhìn. Họ mặc áo không có cổ, có phải không? Và rồi bắt đầu miệng của những anh chàng uống rượu đó nói những điều nhăn nhăn. Trong ngôn nói phải không? Bắt đầu nói, bắt đầu mô tả nè. Và bắt đầu sau đó là những điều cực kỳ kinh khiếp. Tôi cầu nguyện cho một cô gái đã từng làm tiếp bia trong quán bia. Và cô này đã có chồng. Nhưng trong sự tư vấn của tôi cầu nguyện, thì người nữ này đã thú thật với Chúa và với tôi, với vợ chồng chúng tôi. Đó là cô này đã tiếp khách, tiếp rất nhiều người khách sau những bữa nhậu với họ. Người chồng không hề hay biết gì cả. Gian dâm, họ vẫn đi nhóm, cô gái đó vẫn đi nhóm, vẫn dâng hiến tài chánh cho hội thánh. Nhưng những đồng tiền mà cô gái đi dâng đối với tôi là ô uế. Những đồng tiền cực kỳ ô uế. Hai, ô uế trong chấm một, phải không ạ? Gian dâm ô uế theo gốc từ nghĩa của Hy Lạp đó. Cái chữ ô uế này nó diễn tả ghê lắm anh em. Chúng ta mới thấy là sự ô uế đó là mủ ở trong những cái ung bướu, máu mủ ở trong những ung bướu, máu mủ ở trong những cái mục á mà nó bị nhiễm trùng á. Cái đó nó thơm hay nó thối nè, ghê thật.
thấy là muốn ói phải không ạ? Anh em, nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người trước đây tôi chưa được giải cứu, tôi đâu có biết đó là uế. Tôi đâu có biết, tôi sống trong nhục dục. Miễn sao đáp ứng sự khoái lạc của tôi là chấp nhận. Tôi nghĩ anh em cũng vậy phải không? Nhưng bây giờ anh em, để được bước đi theo Thánh Linh, chúng ta phải được để Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn ta ở chỗ này. Ta có nghe chị amen? Phải được cái Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn ở chỗ này. Phải nghiêm túc. Đó là không sống trong sự ô uế nữa. Có nhiều người tình dục chúng ta biết gì? Họ xin lỗi, họ quan hệ tình dục đó một cách rất là thái hóa. Trong công tác giải cứu của tôi có nhiều người, những người họ đã khóc và họ nói rằng họ bị ép phải quan hệ bằng hậu môn, bị ép quan hệ bằng đường miệng. Chúng ta có biết rằng đó là ô uế không vậy? Đó là ghê tởm không vậy? Đó là ô uế. Nhưng mà cái xác thịt này, cái bản chất này, nó ghê tởm này, nó thèm những cái điều đó phải không? Có phải không? Nó thèm cái điều đó. Còn Đức Thánh Linh không dạy chúng ta những điều đó. Chúng ta đến bước thứ ba của nhóm nhục dục tình dục này. Đó là luân tuồng phải không ạ? Luân tuồng là gì? Luân tuồng hay buông tuồng là gì? Tôi muốn dùng gốc từ Hy Lạp để ta nhìn thấy rằng Kinh Thánh có nói về cái chữ luân tuồng này rất là hay các bạn. Luân tuồng có nghĩa là sẵn sàng cho mọi vui thú hay là thú vui. Người luân tuồng là người không biết tự chế, cứ buông thả vào mọi phóng túng, dâm mô có thể tìm được. Nói một cách dễ hiểu theo văn nói của người miền Bắc, đó là nhạc nào cũng nhảy. Đó là chữ luân tuồng, hay là buông tuồng, hay là phóng đãng. Đó là sẵn sàng. Đó là từ gian dâm, ô uế cho đến quan hệ. Đến mức độ gì? Chúng ta thấy thế giới là người ngày hôm nay gian dâm, ô uế, luân tuồng đến mức người quan hệ tình dục với con vật phải không ạ? Ở tại Việt Nam tôi có cầu nguyện tôi với Thầy Hưng, và hiện đã từng cầu nguyện cho một người đã quan hệ với con trâu anh em. Nó kinh khích. Và tôi cầu nguyện cho một người đàn ông đến và nói rằng tôi đã từng quan hệ với con chó. Anh em nghĩ điều gì vậy? Sẵn sàng cho mọi lạc thú. Bằng tất cả hai người tôi vừa nói đó là họ là những con người ở trong hội thánh ân tứ đàng hoàng. Anh thấy kinh khủng không? Anh em thấy kinh khủng không? Luôn tuồn đến mức độ sẵn sàng cho mọi lạc thú. Rồi gì? Người đàn ông giao quan hệ tình dục với người đàn ông. Có không anh em? Người nữ quan hệ tình dục với người nữ. Mà chúng ta gọi là nhóm đồng tính phải không ạ? Anh em, Đức Chúa Trời không tạo nên những giống dân này. Amen. Anh em, không thể như vậy được. Nếu chúng ta sống như vậy, thế giới nhân loại này như vậy, và ai đó sống như vậy, thì tôi nói anh em không bao giờ Đức Thánh Linh có thể dẫn con người đó, bởi vì Ngài ghê tởm những con người như vậy. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự thánh khiết. Chúng ta thấy giới quá, con người ngày nay chúng ta thấy kinh khủng không? Rồi gì? Họ nghĩ ra nhiều trò, như Việt Nam mình vào cái quán á, là rượu ngâm với cái chi đó. Rượu ngâm với điều này, rượu ngâm với cái kia. Có nhiều người ngâm nguyên con dê còn ở trong bầu thai. Có nhiều người uống máu bò để tìm kiếm sự sung mãn cho vấn đề tình dục. Có những người nghe nói ăn bộ lòng của con cá cha
là phục hồi cho điều đó. Và cả thế giới ngày nay, tôi nói đến Việt Nam mà tôi đi đâu tôi thấy tôi buồn cười lắm. Chúng ta cầu nguyện cho dân tộc của mình. Tân Khai có tất cả những xóm làng gì, thành phố, bao cao su hả? Bán đầy đường hết trơn. Nội cái đó không làm đã biết Việt Nam mình như thế nào rồi. Và tất cả những nhà thống kê đó, người ta thống kê vào Google, người ta nói gì? Cái số lượng người Việt Nam mình vào để coi phim khiêu dâm á, nó đứng thứ hai, thứ ba gì của thế giới luôn đó này. Luôn tuần. Tất cả đó là ở bên ngoài thế gian phải không ạ? Nhưng tôi hỏi anh em nè, trước chúng ta đi nhóm thứ hai, chúng ta có nhóm một không ạ? Nếu trong quá khứ chúng ta có nha anh em, đừng mắc cỡ. Hãy giải quyết với Chúa và gặp những anh em trong đội giải cứu giúp đỡ mình trong công việc này anh em. Còn không, cái linh này tôi nói anh em nè, trong OC là Chúa nói gì? Cái sự dâm dục hủy phá sự khôn ngoan của chúng nó. Vì cái đó mà có nhiều anh em rất tài giỏi, nhưng ngóc đầu không lên. Vì có gì? Cuối cùng chết vì cái đó, phải không? Không làm ăn gì được cả. Chết vì cái điều này. Và chúng ta là những người con cái của Chúa, để được Thánh Linh dẫn dắt, chúng ta phải cậy ơn để chiến thắng được điều này. Chúng ta đến nhóm thứ hai. Nhóm hai. Chúng ta được phước không? Chúng ta đến nhóm hai. Đó là nhóm thờ thần ngoại giáo, hay là thờ thần tượng. Thờ thần tượng và phù phép với là tà thuật, phải không ạ? Một trong 10 điều răn, và điều răn thứ nhất đó là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Anh em, tôi tin rằng trong quá khứ ta từng thờ thần tượng theo nghĩa đen, phải không ạ? Amen. Đó là có tượng đàng hoàng. Thì đó là một cái tội rất là ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Vì lần Chúa nói gì? Có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói, có chân mà không bước đi được. Amen. Có mũi mà không ngửi được. Trước những pho tượng, những người giàu dân trầm hương, và chưa bao giờ tưởng nó gì, ồ tuyệt lắm, người dân ta trầm hương cho nên ta sẽ ban phước cho việc làm ăn của người sẽ phát đạt. Và những người nghèo đến thắp nhang thú quắc à, và pho tượng cũng chẳng bao giờ nói tại sao ngươi khinh ta vậy, tại sao ngươi thắp nhang gì mà cái mùi chẳng thơm gì cả. Không, như vậy trước thần tượng nó chẳng biết người nào giàu, người nào nghèo gì cả. Đức Chúa Trời biết. Amen. Những cái điều chúng ta cần phải bàn chỗ thần tượng này. Trong Jeremy lời của Chúa nói là mà, chớ đem thần tượng vào lòng. Đó là chúng ta tôn thờ con người hơn Đức Chúa Trời là thần tượng. Amen. Amen. Chúng ta thấy có những cái fan hâm mộ, hay là ví dụ như Messi, có những fan hâm mộ vừa rồi có một huấn luyện viên người Hà Lan chỉ trích nói là Argentina và Messi đã mua FIFA trên mới đạt cúp vô địch của thế giới năm vừa rồi. Thế là những cái fan hâm mộ của Messi bắt đầu nhào vô, ngay cả những cầu thủ tại Hà Lan đó chỉ thẳng mặt ông huấn luyện viên của mình luôn. Ông nói như vậy là sai. Chúng ta thấy họ bảo vệ bởi vì họ Messi là fan hâm mộ của họ ấy mà. Nhưng tôi thì tôi không thích Messi, tôi thích Messi. Amen. Tôi có cậu học trò bên Mỹ đó, lúc nào cũng Barcelona, mua áo cũng Barcelona, lá cờ Barcelona trước treo trước nhà của mình, lúc nào cũng Messi. Một ngày kia tôi nói gì con? Con coi chừng bố nhìn thấy con thần tượng Messi rồi nha, hãy để Messi đi. Amen. Hallelujah. Amen. Anh em, có nhiều người nói thần tượng con người. Hãy nhớ rằng dù Messi là cầu thủ đá hay cỡ nào, Ronaldo hoặc Haaland gì đó hết, hoặc là hey, thì nó cũng là con người. Mấy bình luận viên bóng đá Việt Nam tôi buồn cười lắm. Đấng cứu thế Messi, xin Chúa tha thứ cho những bình luận viên đó. Messi chỉ là con người, không phải là đấng cứu thế.
nếu đúng hành văn đúng, chữ đấng cứu thế phải bỏ được một kép, amen. Không để trơn như vậy được. Nếu biết về văn, để trong một kép. Thế thì tôi muốn hỏi anh em này, chúng ta có thần tượng con người không? Chúng ta thể có mối tình đầu, mà đến ngày nay chúng ta có vợ rồi, chúng ta không quên. Có những cái câu chuyện trong cuộc đời chúng ta mà đến ngày hôm nay nó đã đi trôi qua mười mấy năm trời rồi, hai mươi mấy năm trời rồi, ba mươi mấy năm trời rồi, mà chúng ta vẫn không quên. Cái điều tiếp theo, có những người sống họ thần tượng tiền bạc. Kinh Thánh Chúa có nói gì là Chúa Giêsu nói không? Tiền bạc là ma môn. Ma môn làm nô lệ cho nó. Tôi không giảng và nói rằng tôi không cần tiền bạc. Nhưng đối với tôi, tiền bạc chỉ là phương tiện để sinh sống, sinh hoạt mà thôi, amen. Chứ tiền bạc không phải là vị cứu tinh của tôi. Muôn đời và mãi mãi, Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa cuộc đời của tôi. Nhưng ngày hôm nay có nhiều người không có tiền, họ không sống được. Họ không thể sống nếu không có tiền. Cho nên họ vay đầu này, họ vay đầu kia, amen. Họ vẫn biết vay xã hội đen là một chuyện rất là khó để trả, phải không ạ? Nhưng mà họ không chịu nổi. Thí dụ như họ cần tiền đến đánh cờ bạc chắc, họ vay nóng, phải không ạ? Thế là cuối cùng chúng ta thấy thật là đáng thương cho mày, cho những con người như vậy. Tiếp nữa chúng ta thấy thần tượng là gì nữa? Có những người tình dục là một lối sống không bao giờ họ bỏ được. Có những người đã sống như vậy đó, không có tình dục họ không, không sống được. Họ bằng đủ mọi cách để thỏa mãn cái nhục dục như vậy. Và nếu là vậy thì tôi và anh em đã đem đó vào lòng của chính mình, em ơi. Mà thân thể của tôi và anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh. Chúng ta đến phù phép là tà thuật. Tôi tin rằng chúng ta có những người ở trong cái nhóm này. Amen. À, trước đây khi chưa tin Chúa, ta bao nhiêu người đã từng uống bia là tà thuật. Ha. Bao nhiêu người đã từng uống thuốc. Và ta biết rằng ngày hôm nay có những cái loại thuốc mà ta biết rằng trước khi ta mua sử dụng đều bị cúng hết. Đều bị cúng và dâng cho các thần hết. Một ngày kia chúng tôi đi cùng người giải cứu, và có một cái cô đó đeo một cái vòng, gọi là vòng gì, vòng cổ, xin lỗi, vòng cổ là vòng để tăng sức khỏe của Hàn Quốc. Và tôi nói với cổ rằng, cổ nói là một sự cầu nguyện cho tôi, từ ngày tôi đeo cái vòng cổ này vào, con người của tôi nó khác lắm. Thì tôi bắt đầu tôi hỏi rằng chứ tại sao, lý do gì cô mua vòng cổ này, cổ nói sức khỏe của tôi xuống quá. Thì một ngày khi tôi đi vào siêu thị, tôi thấy người ta quảng cáo cái vòng cổ này, và một người ốm rất là ốm đứng, nhưng mà khi đeo vòng cổ đó, ba thanh niên lực lượng đẩy không ngã. Tôi nói ôi cha chú, rồi xong rồi cô, sao lại cô mua đeo cái vòng này vào cổ làm cái gì? Đó là tà thuật mà. Đấy là tà thuật mà. Và tôi nhân danh Chúa Giêsu tháo ra bẻ cái vòng đó và cầu nguyện giải cứu cho cô. Anh em, chúng ta đừng thấy ham đồ trên mạng mà chúng ta mua những cái vòng đeo tay. Gỗ tất cả đều là gọi là phong thủy, phải không ạ? Có phải không ạ? Cây mà những ngày qua tôi theo dõi những cây để mua cây chứng minh lễ cắm tạ đó, có những cây này mua cho phong thủy tốt lắm này. Chừng bị phong thủy à? Cây mà cũng phong thủy anh ơi. Anh thấy kinh khủng không? Rồi tôi cùng giải cứu cho một cái cô đó, cô đeo cái vòng ngọc, những viên tròn. Và tự nhiên khi tôi cùi cho cổ thì tà linh nó đi ra, nó biểu lộ nhưng mà không chịu đi. Và tôi hỏi Chúa là Chúa điều gì xảy ra mà ma quỷ không chịu lời con người này. Chúa nói rằng hãy nói người nữ này bứt cái dây này đi, vì dây này là của nó. Và khi tôi hỏi cổ nói em mua trên mạng đâu có gì đâu mục sư. Tôi nói chị có biết rằng là nếu mà trên mạng, tại sao Chúa chỉ cho tôi và đồ trên mạng đều cúng hết. Chị giật mình và chị cầm, chị nhân danh Chúa, chị cầm, chị bứt cái rốt phạt nó ra khỏi đời sống của chị. Anh ấy ngày nay nhiều con cái của Chúa. Ở bên Mỹ một ngày kia tôi
thấy mấy mục sư bên đó mà tôi cũng thất cười lắm. Họ đeo cái vòng năng lực. Ngay cả người Chúa tại Mỹ đeo cái vòng năng lực, năng lượng để vào để cho nó khỏe. Anh em thấy tôi có đeo cái gì đâu, amen. Và tôi vẫn có sức khỏe từ nơi Chúa. Vì năng lực của tôi đến từ Thánh Linh, amen. Khi tôi sống với Ngài, tôi sẽ có sự sống của Ngài, amen. Amen. Tôi không uống một viên thuốc bổ nào. Nay công ty hỏi nhà của tôi, con gái, những người rất là thương tôi mua thuốc bổ cho tôi uống, nhưng mà tôi sống khỏe. Còn nhà tôi thì trái ngược với tôi. Ước gì em sống với anh. Cô bây giờ thành bác sĩ luôn rồi. Cô có thể bắt mạch được. Mạch này nhảy chuẩn bị có vợ đấy. Ồ, quả thận bên phải có vẻ đập nhanh quá. Vì nó không có vợ. Anh em, tôi hiểu được điều này. Vì nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, anh em thế giới đầy dãy sự ô nhiễm môi trường phải không? Nếu chúng ta dành thời giờ sống trong bầu không khí của Đức Thánh Linh, chúng ta không bị ô nhiễm. Chúng ta sẽ nạp năng lượng từ nơi Chúa cho cuộc đời của chúng ta, amen. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng thần tượng, phù phép, bao nhiêu người nói rằng chúng ta thuộc về nhóm này. À, chúng ta có thuộc phải không ạ? Hãy quyết định từ bỏ nó. Đừng bao giờ chúng ta dính dấp đến điều đó nữa, anh em yêu dấu của tôi. Amen. Đừng bao giờ anh em. Dù nó không có mắt, nhưng đứng đằng sau nó là Satan và quỷ. Nó muốn chúng ta thờ phục điều đó. Và cái thánh đã quả quyết rồi. Ai làm tượng chạm, ai thờ lại nó sẽ giống như nó. Và người đó sẽ có mắt mà không thấy, tại sao? Amen. Người đó có chân mà không hành động được nữa, anh em ạ. Hãy cẩn thận với điều này. Chúng ta đến nhóm thứ ba. Đó là nhóm tâm tánh, hay là tánh tình, hay là tánh khí của chúng ta. Và nhóm này nó bày tỏ cái bản chất tội, xin lỗi, bản chất của xác thịt đó. Thí dụ như là thù oán này. Tức là còn thù oán không anh em? Để ta bước đi theo Thánh Linh, đừng thù ai hết. Đừng giống như Sơn ghét bố cứ bẻ cây lộc phần ngoài. Đừng thù oán ai cả, amen. Hãy tha thứ. Vì Chúa Thánh Linh là tình yêu cho tôi cả chị, amen. Chúa không bao giờ dẫn một người mà đi với Ngài mà có thận thù, amen. Nếu có chừng dẫn người đó đi, có chừng Ngài bị hại á. Có chừng đến một lúc mà, thí dụ bây giờ tôi là Đức Thánh Linh mà dẫn thầy Tú đi, thầy Tú có sự hận thù đến một lúc có nằm sau lưng tôi. Ủa đau quá tôi. Anh em, rồi gì? Gây gỗ. Chúng ta thấy những ngày qua chúng ta cầu nguyện, hôm qua chúng ta cầu nguyện là chúng ta sống thuận hòa. Đúng là trong một cái tập thể thì không thể nào tránh những điều chưa hiểu biết nhau. Amen. À, chúng ta chưa hiểu tính tình với nhau. Chúng ta dễ va chạm, chúng ta dễ bất bình quan điểm. Và chúng ta không cầm giữ được, chúng ta gây gỗ với nhau. Nhưng một con người mà cứ gây hết người kia đến người khác là người đó có vấn đề ạ. Anh em tập trung nha. Là có vấn đề ạ. Gây gỗ, ganh gỗ, ganh ghét. Người này có vấn đề. Thế thì chúng ta thấy Chúa Thánh Linh không bao giờ dẫn con người này đi được. Và người này sẽ không bao giờ đi với Đức Thánh Linh được. Amốt lời Chúa là gì? Hai người không đồng ý không thể đi chung đường được. Cho tôi nghe chưa? Amen. Vì cái đó mà anh biết rằng follow được Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn. Ông là một người đã từng thù ghét, amen. Ông là một người đã từng thù oán. Ông thù những người tin Chúa Giê-xu. Ông đã từng gây gỗ với họ. Ông ghen ghét những người theo Chúa Giê-xu. Ông dâng dơ với những người theo Chúa Giê-xu. Ông có lối sống ích kỷ. Ông bất bình. Ông bè đảng. Ông ganh tị, phải không ạ? Và khi ông được thay đổi, ông lột, ông quăng hết tất cả những cái điều này ra khỏi đời sống của ông. Cho tôi nghe chưa? Amen. Anh em, chúng ta phải gớm ghiếc những điều chúng ta đang học. Phải biết gớm ghiếc về sự gian dâm. Hãy biết gớm ghiếc về sự ô uế. Hãy biết gớm ghiếc về sự lung tung. Hãy biết gớm ghiếc về sự thần tượng ta thuộc, amen. Hãy biết gớm ghiếc về sự thù oán. Hãy biết gớm ghiếc, gây gỗ, ghét những điều không thuộc về Đức Thánh Linh, amen. Không thuộc về Chúa ở được. Anh em, trước đây tôi đã từng làm bạn của những điều này.
Trước đây tôi đã từng làm bàn với những điều này, thì bây giờ tôi ghét nó nè. Anh em cảm nhận điều đó phải không? Tôi ghét bỏ, tôi không thích. Bởi tôi biết là bao lâu tôi còn chơi với nó thì tôi sẽ không làm bạn được với Đức Thánh Linh. Cho tôi nghe chị, amen. Amen. Tôi biết rõ điều này anh em. Trên tôi quyết định xử lý nó. Hallelujah. Thế thì chúng ta coi thử, chúng ta ở nhóm ba này, chúng ta coi tánh tình của mình những ngày qua thế nào. Có còn thù oán hay không? Có còn hay gây gổ người khác không? Có còn ghen ghét người khác không? Có còn giận dữ không? Có còn ích kỷ không? Có còn bất bình, dễ bất bình không? Có còn phe đảng đứng về phe người này chống lại người kia không? Có còn ganh tị, đó là hơn thua. Amen. Mình không muốn thua ai cả. Nếu là vậy nên rất là khó để ta làm bạn với Đức Thánh Linh, bước đi với Ngài. Cho tôi nghe chị, amen. Tôi xin hỏi thật nhé, bao nhiêu người chúng ta đã từng có bạn và rồi chúng ta đã quyết định nghỉ chơi với người bạn đó? Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ trái ý chúng ta, đúng không? Đúng không? Đơn giản vậy thôi. Tích cực cái tiêu cực gì đó, trái ý là bó xì thôi. Kỳ chơi, không làm chơi nữa. Đúng không ạ? Thì Đức Thánh cũng như vậy nha anh em. Chúng ta không thể nói Đức Thánh dẫn dắt con mà chúng ta có nhóm 3 này được. Còn đến nhóm 4 là nhóm cuối cùng. Nhóm này tôi đặt tên là nhóm nghiện ngập. Say sưa, phải không ạ? Các bạn không ạ? Say sưa. À, say sưa. Người Hy Lạp anh em. Em bé mới lớn lên tầm 5-6 tuổi là bắt đầu biết uống rượu. Hy Lạp. Trên Kinh Thánh, Tăng Ước viết bằng tiếng Hy Lạp. Và anh em thấy rằng say sưa là một quyền lực. Nó có thể biến đổi con người đó từ một con người có tâm tánh tốt lắm, tốt người, nhưng sau đó cũng vì men rượu hay là ma túy, amen, những chất gây nghiện làm cho con người đó biến chất. Mọi người thừa nhận điều này. Biến chất. Tôi tin rằng lương tâm của một đứa con chẳng bao giờ muốn cãi lộn với ba mẹ, hay là muốn tranh đấu với ba mẹ, muốn gây chiến với ba mẹ, muốn chửi mắng ba mẹ. Nhưng chúng ta thấy rằng khi chúng ta chưa say sưa, amen, amen, chúng ta không say sưa về rượu, về ma túy, về tất cả những nhục nhục của trần gian này, chúng ta là những người rất là tốt lành, amen. Nhưng khi chúng ta bắt đầu nếm mùi nó, chúng ta thấy ba mẹ chúng ta lắc đầu vì cớ chúng ta đã bị biến chất. Nó thay đổi con người của chúng ta hoàn toàn luôn anh em. Say sưa. Ngày hôm nay có nhiều người say sưa. Và thời đại này có nhiều người say sưa về điện thoại. Có không anh em? Say sưa điện thoại. Có nhiều người say sưa Facebook. Có nhiều người say sưa về hoa lan. Có nhiều người say về bóng đá. Có không Tuấn Anh? Con cứ say bóng đá là bóng nó đá con. À, bóng đen hả? À. Anh em, hãy cẩn thận những cái điều chúng ta đang học này. Và mê ăn uống. Ngày mai chúng ta thấy thời đại này là thời đại mà tôi nói anh em rằng ai cũng thích say đắm về vấn đề này. Hậu thánh thời nay chúng ta kêu gọi kiêng ăn cầu nguyện đó, thì sao mà hiếm lắm, mắng tanh ra. Nhưng hậu thánh mở tiệc đãi, tôi nói 3 ngày sẽ không thiếu bóng người nào cả. Nhưng mà kiêng ăn 3 ngày thì thiếu người lắm, thiếu nhiều người lắm. Amen không ạ? Ví dụ như kiêng ăn 3 ngày thì tối nói gì? Hôm nay con bận dẫn Huy đi rồi. Có lý do. À, rồi cái thầy Hưng thì nói gì? Hôm nay con mất chở bé Thiên Thi đi học. Thiên Thư đi học. Chở đi về nửa tiếng mà bằng kiếm chuyện để nghỉ kiêng ăn. Đúng không? Giống như Tuấn Anh hôm nay kiêng ăn cầu nguyện. Nó dạ hôm nay con nhỡ trồng ớt rồi. Sáng nay thật vừa nay mình có quan sát là có ngó ra vườn ớt không? Anh em, đôi khi chúng ta vì một cái lãnh đạo nào đó, nó khiến chúng ta mê nó, say nó. Túy là say mà, ma túy là con ma say mà, phải không ạ? Đúng không? Ma men, ma mô. Hả? Các
các loại ma, nó làm cho con người mất hết tất cả những phẩm chất. Đến mức độ chúng ta thấy rằng chính quyền Việt Nam của chúng ta ra một cái luật, đó là khi làm việc hành chính, những người chính quyền không được có men rượu. Chúng ta thấy họ bắt đầu nhìn thấy vấn đề đó là rượu vào là lời ra, nó năng bậy bạ và không tỉnh táo nữa. Nhưng ngày đã có những cơ đốc nhân vẫn thích say xỉn, vẫn thích say mê một điều gì đó. Và nếu là như vậy, vậy thì anh em yêu dấu của tôi không thể nào tôi và anh em được Đức Thánh Linh của Chúa dẫn dắt được cả. Thế thì bây giờ tôi muốn nói anh em một điều. Chúng ta quay trở lại với Galati. Phaolô nói gì trong câu 21 phần cuối cùng? Hễ ai phạm, tôi muốn chúng ta đọc câu kinh thánh này, 1, 2, 3. Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nước thiên đàng không phải tại ăn uống, amen, nhưng tại thánh linh, tại sự công bình và sự vui vẻ, amen. Cho tôi nghe cho amen, cho tôi nghe cho amen. Trên Phaolô, ông giàu là người Pharisee, ông rất là giỏi về kinh luật, nhưng ông chưa từng hưởng được những ngày trời trên đất, amen. Nhưng sau khi ông được cứu, ông được tự do, ông bước đi theo Đức Thánh Linh, ông từ bỏ những công việc của xác thịt, amen. Ông đã hưởng được những ngày trời trên đất. Hallelujah. Trước đó ai thấy nghe tên ông là Saulơ ai cũng sợ, đến ông môn đồ anh ấy cũng sợ. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Bây giờ cái áo của ông ma quỷ sợ, cái khăn lo mặt của ông ma quỷ nó sợ, bệnh tật nó sợ. Bởi vì sao? Những cái đó nó biết, thế giới linh nó biết, thế giới linh nó biết tôi sống như thế nào, amen. Thế giới linh biết Hòa sống thế nào, thế giới linh biết Tiến sống thế nào, thế giới linh biết Thầy Hưng sống như thế nào, thế giới linh biết mỗi một chúng ta sống thế nào, amen. Amen. Và chúng ta đang hầu việc trong giới linh, amen. Đức Thánh Linh. Hallelujah. Nếu tôi giảng những điều này mà Chúa thấy tôi vẫn còn những điều của xác thịt, Chúa không minh chứng bất cứ điều gì sau này đâu. Nhưng mà những điều tôi nói, Chúa đã cho tôi từng bước, amen, đi với Ngài, trưởng thành hơn với Ngài, amen. Và tôi hưởng được những ngày trời trên đất này. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Cho nên chúng ta đọc lại một lần nữa. Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Anh em, chúng ta đi với Đức Thánh Linh là chúng ta hưởng được nước Đức Chúa Trời, vì Ngài dẫn chúng ta ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Cho tôi nghe chữ amen. Khi tôi đi đến Mỹ, nên một đời cầu nguyện của tôi cách đây nhiều năm về trước, đó là xin đóng con mắt của con lại với những tòa nhà cao tầng, đóng con mắt của con lại với những vật chất, với xe cộ, với tiền bạc. Nhưng hãy mở con mắt của con để nhìn thấy Chúa luôn luôn đi bên cạnh con. Và thật như vậy nên tôi đi 18 hai mấy lần, tôi không bị mang tai tiếng về tiền bạc, tôi không để làm một cái gì xấu ở tại Mỹ. Bởi vì Đức Thánh Linh dẫn tôi đi đến nước Mỹ, tôi đặt chân trên nước Mỹ, nhưng Thánh Linh của Chúa dẫn tôi đi trong vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Những buổi nhóm mà Chúa cho tôi có cơ hội phục vụ hội thánh của Chúa tại Mỹ đều được phước. Amen. Đều được phước. Có những tôi tớ của Chúa đã gặp tôi và nói gì, mục sư cho tôi hỏi rằng tại sao mục sư giữ được cái ngọn lửa của Đức Thánh Linh bao nhiêu năm nay vậy? Tôi nói, mục sư có muốn biết không? Nói chả muốn. Tôi nói gì? Hãy nhận biết xác thịt. Đức Thánh Linh dẫn tôi đi trong vương quốc của Ngài, amen. Ngài không dẫn tôi đi dạo chơi, đi du lịch cho tôi nghe chả, amen. Tôi đến tại Mỹ có nhiều học trò tôi gì bố lên Las Vegas chơi cho mấy. Tôi nói không, bố không lên Las Vegas để cho biết. Nếu Chúa bảo bố đi, bố lên đâu bố dạng, amen. Còn nếu mà lên chơi thì bố không lên, vì Chúa không dẫn bố đi chơi. Có bao giờ trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa Giêsu dẫn các môn đồ đi chơi không? Không có. Nếu mà Chúa làm vậy thì Giu-đa bán Chúa ngay năm đầu tiên rồi. Không biết
xuống anh có bà con gì với Giu-đa không nhỉ? Anh em, Chúa không hề dẫn bất cứ một học trò nào đi chơi cả. Cho tôi nghe chị, amen. Chúa chưa từng dẫn học trò nào đi chơi cả. Chúa dẫn họ đi truyền giáo không à? Và tôi biết điều đó. Tôi đến Hà Nội cũng vậy anh em. Miền Bắc, miền Trung tôi đi bất cứ miền Tây, không có đi chơi. Đi là giảng, amen. Và Đức Thánh Linh dẫn tôi đi trong vương quốc của Ngài, dấu kỳ, phép lạ xảy ra. Amen. Cho nên anh em, chúng ta cầu nguyện cho mình sáng nay. Nó là gì? Xin Thánh Linh của Chúa chỉ dẫn. Mình coi bốn cái nhóm mà mình học sáng nay. Bốn nhóm này: tình dục, thờ thần tượng, amen, tánh khí hay là xác thịt, bản tánh của chúng ta, amen, và cái nhóm nghiện ngập. Mình coi thử bốn nhóm này, những cái điều gì trong bốn nhóm này vẫn còn khiến chúng ta làm nô lệ nó trước khi được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Hãy để cho Ngài thấy rằng chúng ta từ bỏ cái đó. Cho tôi nghe chữ amen. Cho tôi nghe chữ amen. Bởi vì Giu-đa Iscariot là không từ bỏ tiền bạc. Amen. Có nhiều người giải kinh nói rằng Giu-đa là thủ quỹ đoàn truyền giáo của Chúa Giê-xu. Tôi thấy cái câu giải kinh đó tôi thấy kinh khủng quá. Bởi vì khi Chúa bảo rằng là khi đi không đem theo túi bạc đúng không ạ? Nhưng Giu-đa lúc nào cũng có cái túi bạc nhét trong lưng. Cho nên ông cứ cẳng ngoài thấy người ta đập cái chai dầu sức cho Chúa thì nói gì sao xài phí của vậy. Cái chai dầu này ông định giá rõ thiệt, giống như tôi ngành nhìn chai dầu là biết, dầu thơm là biết bao nhiêu tiền liền. Và Giu-đa cứ ôm nhìn một phát là bán 300 đơn nghe. Chai dầu quý lên 1 năm tiền lương luôn nè. Vì một ngày một đơn nghe, một ngày công của một ngày là 10 làm việc. Và chúng ta thấy rằng là ông định giá 300 đơn nghe. Và cuối cùng cái túi bạc này còn thiếu 30 nén bạc là đầy phải không ạ? Ông CD suy nghĩ lại, bán filler không được, filler bán không được nửa nén bạc mà. Ai mua filler? Dốt học ai mua chí? Hả? Sứ đồ văn không có gì đó, đúng không ạ? Nhìn ông thua ma thì sẽ mệt nữa, thôi mua bán làm gì? Thôi xây đi xây lại. Thầy ơi, thôi em xin thầy thông cảm nha. Bán thầy 30 nén bạc luôn. Bởi vì ông đã không thực sự xử lý cái tâm lòng của ông ấy đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng lên, đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi kêu gọi anh em rằng với câu 18, nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng ta xin Chúa Thánh Linh chỉ dẫn cho chúng ta đi các bạn. Bởi vì những điều ta vừa học xong, anh em không ai dạy chúng ta đâu, nhưng mà nó đã có sẵn trong máu, trong thịt của tôi và anh em, phải không? Có phải không anh em? Khi ta lớn lên chẳng ai dạy chúng ta đâu, vì bản chất tội lỗi nó ở trong chúng ta. Anh em, cho nên để ta được đi theo Chúa và trọn thành đắc thắng, trở thành niềm vui bất tận, trở thành một hình ảnh thật là vĩ đại cho Chúa Thế Giê-xu trong gia đình của mình, trong cộng đồng, trong xã hội, anh em thì hãy nhìn, hãy xin Thánh Linh của Chúa chỉ ra cho con. Thánh Linh sẽ chỉ ra cho con trong con còn có những điều gì mà con đã học qua bốn nhóm này một cách rất là chi tiết. Xin Chúa chỉ ra cho chúng ta và chúng ta tiếp tục cầu nguyện theo tinh thần của Roma đoạn 10, đoạn 8 câu 13. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh làm giết chết những công việc của xác thịt thì chúng ta sẽ sống. Hãy nhờ Thánh Linh của Chúa giúp chúng con giết chết những điều này, giết chết những điều ngăn trở con bước đi vào Thánh Linh của Chúa. Hãy nhớ rằng đó là những công việc của tội lỗi đó nè, chúng ta không thể đi với Ngài được các bạn ơi. Phải xử lý bằng cách Galati đoạn 3 câu thứ 20, đó là đóng đinh những rõ vào thập tự giá bởi đấng Christ. Xử lý nó, từ bỏ nó anh em. Đừng bao giờ nhớ lại củ hành củ kiều, đừng bao giờ để tâm trí của mình bị chi phối. Nhớ lại những điều đó, tìm lại những cảm giác đó. Vì Chúa Thánh Linh là niềm vui bất tận của tôi và anh em. Hallelujah. Tôi cũng sakaramat.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sám lại hỡi Chúa. Xin giúp chúng con sám lại hỡi Chúa. Xin chỉ dẫn con và anh em con sám lại hỡi Chúa, để chúng con biết và thấy rõ những điều đã từng ngăn trở chúng con, đã nhiều lần chúng con khát khao để đồng hành với Ngài, để được Ngài dẫn dắt, nhưng chúng con đã thất bại. Chúng con cảm ơn Chúa vì lẽ thật là lời của Chúa Trời, lời của Chúa Trời là ánh sáng cho đường lối của chúng con, là ngọn đèn soi chớn của con và anh em con. Chúa ơi, xin chỉ dẫn cho chúng con còn có những điều gì kín dấu, còn có những điều gì khi chúng con làm nô lệ nó, xin Chúa chỉ ra cho anh em có một cách cá nhân hỡi Chúa. Ô hỡi Chúa, xin giúp chúng con. Chúa yêu ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Để rồi chúng con từ bỏ nó, chúng con nhờ thánh linh của Chúa giết chết nó, chúng con xử lý nó bằng cách chúng con đóng đinh những tà tình, những tư dục, những gian dâm ô uế luôn tuồn tất cả vào thập tự giá của Đấng Christ Chúa ơi, để chúng con được sống trong sự thánh khiết, trong được sống trong bầu không khí thuộc linh. Chúng con có sự sống thuộc linh, chúng con được Ngài dẫn dắt và không tin được thánh linh của Chúa dẫn dắt chúng con đi vào trong vương quốc của nước Chúa Trời, để con đi từ vinh hiển này đến vinh hiển khác, chúng con đi từ năng quyền này đến năng quyền khác, chúng con đi từ sự biến đổi này đến sự biến đổi khác. Hỡi Chúa, xin giúp chúng con sao hôm nay, chúng con tạ ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah. Xin mời hai anh em thay mặt cho giờ học kinh thánh của chúng ta sao hôm nay tiếp tục cầu nguyện. Và chúng ta cầu nguyện đó là xin thánh của Chúa qua lời của Ngài chỉ dẫn, và chúng ta hãy lập dấu ước với Chúa. Đó là con hứa với thánh linh rằng khi Ngài chỉ dẫn ra cho con, thì con sẽ cam kết với Chúa là con sẽ xử lý xác thịt này, con sẽ nhờ cậy Ngài giết chết nó, bẻ gãy nó, và chính con đóng đinh những điều này, ham muốn này vào thập tự giá với chính mình Ngài, để con sống và không phải là con sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong con. Xin mời hai anh em thay mặt chúng ta dâng lời cầu nguyện. Hallelujah. Kori ke ka karamaka. Toko sada bata kataka. Hallelujah. Hallelujah. Sheda karama. Sheka kata kata kata. Hallelujah. Sheda karabata kata 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 kata. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.